Hello, xin chào các bạn nha. Thì mình thấy có khá là nhiều bạn đã comment yêu cầu mình làm về lính bắn tỉa. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm lính bắn tỉa và đi ám sát trên hòn đảo hoang nha các bạn. Và hiện tại mình đang trên đường bay đến đảo hoang để nhận nhiệm vụ nha. À, mình thấy chỗ kia có một cái đường băng nha các bạn ơi. Để mình tìm cách mình hạ cánh xuống nha. Rồi, mình bay nhảy ảo các bạn ơi. Mình bay theo kiểu cắt ngang rồi. Bây giờ mình sẽ quanh ra ngoài đây ha. Mình lấy một cái vòng đi vào đi. Rồi, bẻ ngang qua, bẻ ngang qua. Cố lên nha, cố lên nha, cố lên nha. Rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình có thể hạ cánh được rồi nè. Ok, thả chân gấp xuống. Đó, các bạn thấy đẹp ghê chưa? Ê, cái gì vậy, cái gì vậy? Sao thả xuống nó kéo lên rồi? Ơi, không được luôn các bạn ơi. Gì kỳ vậy ta? Mình nhớ là mình đâu có chỉnh auto hay là bất cứ thứ gì đâu. Tự nhiên cái mình thả xuống nó kéo lên, mình thả xuống nó kéo lên các bạn ơi. Căng vậy trời. Đây các bạn coi nè. Rồi xong phim rồi các bạn ơi. Bình thường thì game lỗi đã đành đi, bây giờ máy bay còn bị lỗi nữa hả? Đen thật sự luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử hạ cánh lại một lần nữa ha. Nếu như không được thì bắt buộc mình phải tiếp đất bằng cách nhảy dù thôi các bạn ơi. Rồi, quanh lại nha, quanh lại nha, quanh lại nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên thôi máy bay của tôi ơi. Cố lên thôi máy bay của tôi ơi. Đây các bạn. Thả chân gấp xuống, thả chân gấp xuống. Ui, kéo lên rồi. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Nào, thả chân gấp xuống, thả chân gấp xuống. Không được luôn các bạn ơi. Bay sang bên đây, bay sang bên đây, bay sang bên đây. Thả xuống, thả xuống. Rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn, không được rồi. Nào, thắng lại, thắng lại, thắng lại, thắng lại. Đau tim quá các bạn ơi. Một cú hạ cánh phải nói khá là mù mắt luôn ha. Đúng cồng kềnh luôn các bạn. Bây giờ chân gấp nó hạ xuống không được rồi các bạn ơi. Thông thường nếu như mà mình hạ chân gấp á là mình phải bấm phím G ha. Còn cái này mình bấm hai ba lần luôn các bạn. Cứ bấm xong nó kéo lên, cứ bấm xong nó kéo lên không à. Trời ơi, sao ngày hôm nay đen vậy ta? Vào game chưa có gì hết. Rồi các bạn, và trước khi mình đi ám sát á, mình phải ra đây mình nhận nhiệm vụ ha. Trong đây sẽ có một dân phòng của đội FAB, mấy anh trai bụng phệ nè các bạn, cũng của đội FAB luôn nha. Đang nhảy danh thành những người dân trong vùng các bạn. Mở một cái xưởng xe máy bay ha. Đây các bạn coi nè, đang xe máy bay nha. Cái này dạng như là bình phong thôi các bạn. Thật sự ra là mấy anh trai này là nhân viên của đội FAB ha. Đụng tới là súng ống trong người không đó. Bắn phải nói là bay màu luôn các bạn. Rồi mấy anh trai ơi, em lên văn phòng để em nhận nhiệm vụ nha. Em là sát thủ ngầm. Ơ mình nhầm. Lính bắn tỉa các bạn, mình cứ nhầm hoài à. Sát thủ ngầm với lính bắn tỉa thì nó cũng khá là giống nhau nha. Ok, và trước khi mình đi ám sát các bạn, mình sẽ cải trang thành một nhân viên trong đội bảo vệ của ông trùm mafia ha. Mình sẽ đi vào đó mình thám tính tình hình để xem là trong đó có bao nhiêu đội bảo vệ nha. Sau khi thám tính xong á, mình về đây mình báo với lại đội của mình rồi mình sẽ đi ám sát nha các bạn. Chứ mình chưa biết tình hình trong đó có bao nhiêu người hết, tự nhiên đi ám sát người ta không biết có ám sát được hay là không, coi chừng bị người ta bắn ngược lại nữa thì khổ các bạn ơi. Bắn hành ngược lại là bay màu đó nha. Ơi, trong đây đi được không? Ô, mình mê nói chuyện với các bạn mà mình đi tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Đi qua một cái nhà kho, văn phòng các kiểu nè. Ôi, mấy anh trai ơi, em nhận nhiệm vụ nha. Để bây giờ mình sẽ thay đồ thành một nhân viên bảo vệ trong đó nha các bạn. Ở đây có đội FAB nè. Đó, các bạn thấy mình nói đúng không? Ở ngoài thì kêu bằng FBI nha. Nhưng mà trong game GTA 5 này sẽ kêu bằng FAB. Sẽ có đôi lúc mình nói lộn nha các bạn. Ở đây thì có hai anh trai trong đội SWAT nè. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đồ và mình đi vào trong ngôi nhà của ông trùm mafia để đi ám sát ổng nha các bạn. Mấy anh trai ơi, tủ đồ của em đâu vậy? Mình thấy đây có khá là nhiều tủ đồ luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, mười mấy tủ đồ luôn. Đồ nào của em đây? Anh trai này thì đang cầm một khẩu AR-15 nè các bạn. Khẩu này khẩu nâng cấp nè. Bắn này bị dữ luôn á. Ok, và bây giờ mình sẽ thay đồ nha các bạn. Đây rồi, các bạn thấy mình đẹp trai ghê chưa? Bây giờ mình sẽ đi đến ngôi nhà của ông trùm mafia nha các bạn. Em chào mấy anh trai nha, em chào mấy anh trai nha. Cho em mượn một con xe đi. Đẹp quá các bạn ơi, bốn con xe luôn mà. Đó. Mà mặc đồ vest đi con xe này hơi bị quê đúng không các bạn? Thấy nó không hợp sao sao đâu ta. Nhìn hơi trớt quớt á các bạn ơi. Mấy anh trai này không sắp xếp được cho em xe à? À, đây rồi các bạn ơi. Mấy ảnh cho mình đi con xe này mà mấy ảnh không nói. Làm em mượn con xe mô tô chán manh ghê luôn á. Đây các bạn, mình sẽ đi lên con Duster ha. Con này là phiên bản mạt G trong game GTA 5 này các bạn ơi. Đẹp quá, đẹp quá. Ngầu ghê luôn các bạn.
đen xì lì luôn nha. Em cảm ơn mọi người đã chuẩn bị chu đáo cho em ha. Còn đằng kia nữa các bạn thấy không, sửa máy bay gì sửa hoài. Lúc đầu vô cho đến bây giờ vẫn còn sửa kìa. Chiếc máy bay này chắc sửa 2-3 tháng luôn quá. Mấy anh trai ơi, có ai rảnh thì kéo con máy bay của em vô sửa cho em đi. Em cảm ơn mấy anh nhiều luôn á. Chiếc máy bay của em nó bị hư hai cái dàn gấp rồi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ đi đến ngôi nhà của ông trùm mafia ha. Đường đi thì nó cũng khá là gần luôn. Hòn đảo này các bạn coi vậy chứ nó nhỏ lắm. Đây, hai bên thì khá là đẹp nha. Có điều là mình chưa có thời gian để mình đi phượt các bạn ơi. Chỗ này thì mình thấy nó có mấy cái đài canh gác nè. Chỗ này có người hay là không đây? Không có ai canh gác hết các bạn ơi. Đường khá là ok nha. Dày một chút nữa đi ám sát nó mới dễ các bạn. Có nhiều người canh thì đi ám sát khó lắm. Chỗ này lại thêm một cái đài canh gác nữa. Lần này thì mình thấy có người canh rồi các bạn. Rồi rồi, để mình xuống xe mình chào hỏi mạnh nha các bạn. Mình thấy chỗ này có khá là đông người luôn á. 1, 2, 3, 4, tên kia nữa, 5, 6, 7. Ôi ơi, gần cả chục người đó. Gần cái chục người luôn các bạn ơi. Rồi em chào anh nha. Trên tay có súng rồi các bạn ơi. Có cả điện thoại luôn kìa. Điện thoại này là điện thoại có sát thủ ngầm rồi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã qua được một cái chốt bảo vệ đầu tiên rồi nha. Mình không biết là từ đây vào tới trong kia có bao nhiêu chốt nữa đây. Em chào mọi người, em chào mọi người. Tiếp tục thôi các bạn. Đường đi thì nó cũng khá là gần luôn. Để mình xem đã. Đây các bạn, ngôi nhà của ông trùm mafia nè. Mình sẽ đi bằng đường này hả ta? Hay là mình đi bằng đường ngoài đây? Nó có hai ba đường đi luôn các bạn. Để mình đi bằng mấy cái đường gần bờ biển ha. Có gì mình nhảy xuống biển mình trốn luôn cho nhanh các bạn ơi. Xung quanh đây toàn là đồi núi không à. Chỉ có cách nhảy xuống biển là nhanh nhất. À, ok, ổn định rồi các bạn. Lại thêm một chốt nữa hả? Cái gì đây? Căng vậy? Vừa vào đã có hai chốt rồi các bạn. Đây nè. Chỗ này là có thêm 1, 2, 3, 4, 5. Hình như là mười mấy người luôn các bạn ơi. Chốt này là hơi bị nhiều luôn đó nha. Một người nè, hai người, ba người, bốn người, năm người, sáu người, bảy, tám, chín, ôi, mười, 11, 12 người các bạn ơi. Rất là đông nha. Tầm đâu đó khoảng 11 đến 12 người á. Căng ghê luôn các bạn. Rồi em chào mấy anh trai. Bây giờ em có công việc, em phải đi vào ngôi nhà của ông chủ đây. Súng các kiểu nè các bạn. Đó, nhân viên chỉ được phép đi vào nha các bạn. Stat only nè. Ôi, căng quá các bạn ơi, căng quá. Thôi mình đi đây, mình đi đây. Không biết là ngày hôm nay có ám sát được hay là không đây. Chứ mình thấy tình hình này là căng lắm luôn các bạn. Căng thật sự luôn á. Rồi, rồi vậy là từ nãy đến bây giờ mình đã đi qua hai trạm nha các bạn. Hai khu kiểm soát ha. Không biết là từ đây vào tới trong đó còn bao nhiêu trạm đây. Chứ vậy là căng lắm luôn rồi đó nha. Chỗ này đẹp quá các bạn. Ồ, có khi hôm nào mình rảnh mình phải lên đây mình đi phượt ha. Khá là đẹp luôn. Hai bên này cây cối còn hoang dã lắm nha. Mà đường đất các bạn, trong đây hình như là không có chỗ nào đường nhựa đó, chỉ toàn đường đất thôi. Chỗ này mà mình chạy mấy con SUV gầm cao á, đi vượt phải nói là vô đói luôn các bạn, hơi bị đã luôn nha. Ây da, căng rồi các bạn ơi. Mình thấy chỗ kia nó có một cái trạm canh gác nữa kìa. Đó các bạn. Lại thêm một nhóm nữa hả? Nghĩa là từ nãy cho nó bây giờ là ba trạm rồi các bạn ơi, ba trạm rồi, ba trạm rồi. Mấy anh trai ơi, em chào mấy anh nha. Chào với nó là mệt luôn các bạn. Mình đi qua trạm nào là mình phải chào trạm đó ha. Ôi ơi, đúng ba trạm luôn á. Đây nè, trên kia còn mấy người nữa các bạn. Cái này thì mình khỏi coi đi, bởi vì số lượng người canh gác ở mỗi trạm nó cũng giống nhau thôi à. Trạm kia thì mười mấy người thì mình nghĩ trạm này nó cũng có mười mấy người thôi. Wow, căng quá ta ơi. Chưa giúp mình thấy sợ đấy các bạn. À, phía trước mặt lại có thêm một cái đài canh gác nữa. Vậy là ba đài canh gác, bốn chứ các bạn. Ôi ôi, bốn trạm kiểm soát, bốn đài canh gác. Hơi bị ghê luôn nha. Ôi, trời các bạn ơi, chỗ này mới đông người nè. Chưa gì hết mà mình thấy ở đây đâu đó tầm khoảng là cả chục người rồi. Chưa tính trên kia nữa. Rồi mấy anh ơi, em có việc em phải vào để báo công việc với ông chủ ha. Mấy anh cho em vào nha.
ai cũng cầm súng hết, ai cũng đẹp trai hết. Nhưng mà có điều từ nãy cho đến bây giờ mình ý các bạn toàn là đầu trọc không à. Đấy các bạn coi nè, chỉ có một mình là để tóc thôi, mình là shipper mà các bạn đó. Shipper nhưng mà vẫn phải chào hỏi cho nó lịch sự một chút ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đó nha các bạn. Không biết là đường này mình chạy thẳng xuống được hay là không ta. Đây các bạn coi nè. Chỗ này thì đồi dốc khá là nhiều luôn á. Mình nhầm đường rồi các bạn ơi. Phía bên kia mới là căn nhà của ông trùm mafia. Gọi là căn nhà cũng không đúng nữa các bạn. Căn biệt thự ha. Wow, một cái dinh thự luôn chứ. Lớn ghê luôn các bạn. Các bạn coi kìa, rất là rộng lớn nha. Ai da, ai da, ai da, từ từ thôi, từ từ thôi, từ thôi. Chỗ này thì không có canh gác các bạn, bởi vì ở ngoài kia đã có người canh gác rồi. Nên chỗ này không có ai canh gác đâu. Mình chạy qua đây luôn nha. Đẹp quá các bạn, chỗ này nó cũng đẹp ghê luôn á. Ui, ui. Rồi luôn các bạn ơi. Mình thấy có đội Meriwether kìa. Cái này giống như là quân đội nhưng mà quân đội tư nhân đó các bạn. Ai thuê đâu đánh đó đó, cũng giống như là mình nhưng mà cái đội này thì nó chuyên nghiệp hơn với lại là nó đông hơn. Mình thì hoạt động theo kiểu nhỏ lẻ thôi. Rồi mấy anh trai ơi, em có công việc nên em vào đây nha. Mình đi chỗ nào mình cũng phải chào hỏi thôi các bạn. Phía bên đây cũng có người. Phía bên đây cũng có người, cái gì mà dữ vậy ta? Bây giờ mình phải bắt đầu mình đi kiếm ông trùm mafia thôi các bạn. Chỗ này lại có người luôn. Ôi ôi thôi, mình né né mà các bạn ơi. Trúng một phát một là họ phát giác ra mình liền luôn á. Ôi, AK không các bạn. Súng trường phải bị giữ luôn nha. Hồi nãy ở ngoài kia các bạn, ngay chỗ mấy cái trạm kiểm soát á, thì súng lục ít ha. Vô đây thì mình thấy súng lục với lại là súng trường khá là nhiều luôn. Ở ngoài kia thì chỉ có súng lục thôi, nhưng mà súng lục ít các bạn, súng trường cũng không có luôn. Còn vào trong đây thì đồ nào cũng có, hàng nóng hàng nguội có sẵn luôn. Thích là nhất thôi các bạn. Đó. Anh trai này canh gác nữa hả? Cái gì vậy mấy anh ơi? Một cái dinh thự nhỏ thôi mà. Mấy anh canh gác kỹ vậy? Mình thấy mọi người canh gác khá là nhiều luôn các bạn. Chỗ này vắng nè, hình như không có ai nè. Vừa nói xong luôn các bạn. Lại có anh trai này đứng canh. Căng vậy ta? Đông quá các bạn ơi. Đông quá. Mình nghĩ là trong cái dinh thự này đâu đó tầm khoảng 100 người canh gác đó các bạn. Có thể là hơn nữa nha. Rất là đông luôn. Nhiệm vụ lần này là khó hơn nhiệm vụ của sát thủ ngầm rồi. Sát thủ ngầm là đợt trước mình đi ám sát đâu đó tầm khoảng chỉ có 7-8 người thôi các bạn. Đợt này là bị ghê luôn nha. Đây các bạn coi nè. Canh gác quá chứ luôn. À mình thấy rồi các bạn ơi. Đang tập yoga kìa, đang tập yoga kìa. Vãi chung trùm mafia tập yoga hả? Wow các bạn coi nè. Nguyên một dàn miner luôn nha. Chỗ này thì có đầu bếp đang nướng đồ ăn cho ăn nữa nè. Trời ơi tập yoga nữa chứ. Sung sướng ghê luôn ta ơi. Đó các bạn coi kìa. Tập yoga với lại là một dàn miner nha. Mấy em này thì đang đứng chụp hình nè. Đó tập yoga thêm rồi các bạn. Wow. Ông trùm mafia này đúng dữ luôn á. Ủa các bạn coi phía bên đây nè. Hồi nãy là mình chưa có đi qua phía bên đây các bạn ơi. Đông ghê luôn ta. Hồi nãy là mình đi mé bên kia ha. Bây giờ mình sẽ đi bằng đường này các bạn ơi. Đông quá. Các bạn nhìn nè. Bây giờ đi đến đâu cũng thấy người hết các bạn. Không có chỗ nào là không có người canh gác hết á. Đi chỗ nào cũng có người canh gác các bạn ơi. Vậy sao chú ám sát đây. Phía bên kia nữa kìa. Mình tưởng nó rừng trống chứ. Vừa quanh qua đã thấy người rồi. Đây các bạn, hồi nãy là mình đi vào hình như là mình đi bằng đường bên kia. Các bạn coi nè. Đi chỗ nào cũng có người hết. Là sao vậy mấy anh? Mấy anh làm căng vậy. Mấy anh làm như vậy làm sao mà em ám sát được đây. Trời ơi. À phía bên kia nữa kìa các bạn ơi. Ôi các bạn coi nè. Trời ơi, quan sát từ phía trên nóc nhà luôn hả? Ở đây nữa. Ở đây nữa, ở đây nữa. Các bạn coi nè. Cái gì mà đông vậy? Ôi. Rất là đông nha các bạn. Hình như là ở trên phía mỗi cái nóc nhà đều có đội bảo vệ theo canh gác nha. Cái này mình nghĩ đâu đó tầm khoảng là cả chục đội bảo vệ hơn đó các bạn. Đông quá, đông quá. Ôi. Căng ghê luôn các bạn ơi. Đây này các bạn. Rất là đông nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi một vòng nữa mình tham quan cho các bạn xem ha. Sẽ có nhiều bạn chưa có xem hết được cái bản đồ ở trong cái map Kaizo này, cái hòn đảo Kaizo này. Nên bây giờ mình sẽ đi một vòng mini chơi cho các bạn xem thôi. Hôm nào rảnh thì mình sẽ đi phượt ở ngoài ha. Mình thấy cảnh ở ngoài nó cũng khá là đẹp luôn các bạn. Đó, mấy anh trai canh gác quá chừng luôn.
Ở đây có một cái cổng nè, đi vào được không đây, đi vào được không đây? Rồi luôn. Lần làm gì hết, trời ơi đúng quê luôn các bạn. Vừa bay ngã một phát, một gặp đúng anh bảo vệ. Rồi bay các bạn ơi, nữa nè, đông quá ta. Chỗ này là một cái vườn thú hả? Vườn thú này các bạn ơi, nuôi con gì đây? Có cả hồ nước luôn nè, nuôi con gì vậy? Trời ơi, ông trùm mafia này chịu chơi ghê luôn các bạn. Nuôi có một cái vườn thú trong nhà đó nha. Phía trong đây thì mình chắc chắn với các bạn là vũ khí cấm rồi. Thùng thì nó trống không à, nhưng mà mình nghĩ là nó chứa vũ khí cấm đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá nha. Đông quá các bạn ơi. Một chục đội lên mà không ít đâu các bạn. Chỗ này cũng vậy nè. Dường như là mọi ngóc ngách bây giờ chỗ nào cũng có bảo vệ hết các bạn. Mình thấy là như vậy á, chỉ có mấy cái hốc nhỏ là không có thôi nha. Nhưng mà người ta kiểm tra hết mấy cái lối ra vào rồi các bạn ơi. Vậy là một chút nữa mình phải lên ngọn đồi mình đi ám sát rồi. Đó. Mình đi một vòng các bạn xem. Là từ nãy cho đến bây giờ video của mình chắc tới 10 phút rồi các bạn. Có thể là 10 phút, 10 phút hơn rồi ha. Từ đoạn đầu mình giới thiệu cho đến cái đoạn mà mình đi vô căn nhà của ông trùm mafia nè. Chắc cũng cả 10 phút, 10 phút hơn rồi. Thấy các bạn. Nhưng mà chủ yếu là mình đi một vòng các bạn xem mà. Mình thì lúc trước mình có làm nhiệm vụ trong cái vô hết thì mình đã đi vào đây khá là nhiều rồi. Ồ. Đây các bạn ơi, đường nào cũng có người thôi. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay trở về căn cứ của mình hồi nãy nha các bạn. Số lượng đội bảo vệ đâu đó tầm khoảng là một trăm mấy chục người. Mười mấy đội hơn nữa các bạn. Nhưng mà chỉ có một mình ám sát thôi nha. Chủ yếu là mình sẽ ám sát ông trùm mafia nha các bạn. Còn mấy anh trai này mình không biết làm sao. Ai bắn mình thì mình bắn lại thôi. Còn bây giờ thì mình phải quay về mình báo nhiệm vụ thôi các bạn. Đó con. Ok mấy anh trai ơi. Em báo thông tin cho ông chủ xong rồi. Bây giờ em sẽ đi về nha. Em sẽ đi ra ngoài bến cảng. Em còn một chút công việc nữa. Tạm biệt mấy anh nha. Rồi ok các bạn. Bây giờ mình sẽ quay trở về căn cứ của mình để mình giả danh. Bây giờ mình không còn giả danh nữa các bạn. Mà mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó thật là thông thoáng ha. Một cái chỗ nào đó thật là thông thoáng để mình ám sát ông trùm mafia nha các bạn. Hồi nãy mình thấy ông đứng ngay chỗ lan can đúng không ta? Lan can thì mình sẽ ám sát bằng súng nhắm đi. Để mình kiểm tra lại các bạn ơi. À mình quên chứ, mình là lính bắn tỉa mà. Không bắn súng nhắm thì bắn súng gì các bạn? Trời ơi mình cứ nhầm hoài à. Cái cây đó thật chứ. À đây các bạn ơi, chỗ này ngon này nè. Chỗ này ngon lành nè các bạn ơi. Ơi đụng hoài vậy. Chỗ này ngon lành nè các bạn. Mình sẽ đứng từ trên đây và mình bắn súng nhắm nha. Đó. Chỗ đẹp luôn các bạn ơi, chỗ đẹp luôn, chỗ đẹp luôn. Để mình thử cái súng nhắm này đã. Đây các bạn. À tập yoga hả? Hết sọt được các bạn ơi, hết sọt được, hết sọt được. Không chừng mình bắn một phát một lỗng té xuống đây luôn á. Rồi các bạn, và bây giờ mình sẽ quanh trở về căn cứ của mình ha. Ai đốt lửa trại đây đây ta? Mà coi này đốt lửa trại nè. Mọi người đâu rồi? Mình phải cẩn thận nha các bạn, nếu như mà có người ở đây á thì mình sẽ thủ tiêu luôn nha. Tránh trường hợp mà họ phát giác ra mình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay trở về căn cứ của mình nha các bạn. Và đây các bạn, mình đã mặc lên bộ đồ của lính bắn tỉa rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha. Và nhiệm vụ đầu tiên của mình đó chính là mình sẽ đi lia sạch từng khu vực kiểm soát ha. Mấy cái trạm mà kiểm soát hồi nãy đó các bạn. Ôi mấy anh trai ơi, cho em mượn một con xe nha. Lấy con nào đây? Ok, 4 chiếc lận các bạn. Đó, mình muốn lấy chiếc nào mình lấy nha. Hồi nãy em mới thấy mấy anh sửa máy bay ở đây mà. Rồi bây giờ chiếc máy bay này đâu? Ô các bạn, xem nè. Mấy ảnh tốt với mình ghê chưa? Đây là chiếc máy bay mà ban đầu của mình bị hư đó. Mấy ảnh sửa cho mình luôn nè. Nhưng mà mấy ảnh sơn lại cho mình màu đỏ ha. Rồi em cảm ơn mấy anh nha. Để anh chút làm xong nhiệm vụ mình có máy bay bay về các bạn ơi. Mà khoan, để mình đổ con xe đã các bạn. Mod nè. Ôi, có hộp luôn các bạn ơi. Thùng hộp các kiểu nè. À, đẹp quá ta. Về nè các bạn. Rồi, bô luôn. Cho bô có cao chút xíu ha. Cái này gì đây? Body hả? Toàn là mấy cái đội không các bạn ơi. Mình thấy nó cũng không cần thiết lắm đâu. Rồi, mình để xe em vậy đi nha. Mình độ lại cho nó cái màu sơn là màu tối tối chút xíu đi các bạn. Màu mờ nha. Màu xanh mờ đi các bạn. Đây 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 đây.
Màu này mà lấp trong bụi là không ai thấy luôn á. Mà tính ra mình khởi đầu các bạn, cái màu sơn này là hình như là màu sơn ban đầu của mình thì phải nè. Trời ơi chán ghê luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ nha. Cái trạm nào đầu tiên đây ta? Mình quên rồi các bạn ơi. Cái trạm này, à không phải các bạn ơi, không phải trạm này, không phải trạm này. Trạm đằng kia kìa. Đó. Các bạn bây giờ mà thấy mình núp trong đây á là các bạn không thấy mình luôn nha. Để mình tót xuống mình ngồi cho các bạn xem nè. Kiếm cái bụi cây các bạn ơi. Rồi, ngồi xuống. Ơi cái bụi này cái màu không có hợp các bạn ơi. Nè, ngồi vậy nè. Là không ai thấy luôn nha. Đó các bạn coi nè. Cái này mà máy bay đi ngang qua các bạn bảo đảm không thấy luôn đó. Đó các bạn thấy không? Bay qua cái dèo này nè. Mình thì ngồi một đống trong đây. Ok, lên xe thôi các bạn ơi. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt ha. Từ nãy cho đến bây giờ quẩn khá là nhiều rồi. Để mình xem lại các bạn ơi. À kìa 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 kìa. Đây là cái khu vực đầu tiên nha. Để mình ở đây các bạn ơi. Mình có cái súng nhắm nè. Mình sẽ sử dụng cái súng này nha. Mình có một khẩu barret nữa các bạn. Nhưng mà khẩu barret khi nào mà cần thiết á, mình sẽ sử dụng ha. Bây giờ mình sử dụng cái súng này thôi. Đây các bạn coi nè. Nhìn cái gì mà nhìn. Ê trời hụt rồi. Ê lính mất tỉa của mía. Các bạn coi nè. Không thấy người bắn luôn các bạn. Chạy không các bạn ơi. Chứ đâu biết người nào bắn đâu. Tại vì mình bắn nhẩm thanh mà. Chạy đâu vậy, chạy đâu vậy. Mình đây nè, mình đây nè. Ôi chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Chạy mất tiêu rồi, chạy mất tiêu rồi. À kia kìa. Kia kìa. Chạy ra với mình nè. Chạy ra với mình nè. Cái trạm này như mình clear rồi các bạn ơi. Sạch rồi, sạch rồi. Ôi còn hai người nữa hả. Ây chạy kìa, chạy kìa. Ây hết đạn, hết đạn. Hết đạn. Đang bắn giữa chừng hết đạn các bạn ơi. Khẩu này đam nó không mạnh bằng khẩu barret đâu các bạn. Nên mình bắn như đâu đó tầm khoảng 2 phát á mới đai nha. Rồi các bạn ơi, trạm này clear rồi. Chưa đai nè, chưa đai nè. Còn ai nữa không, còn ai nữa không. Rồi các bạn ơi, trạm này mình đã clear rồi ha. Một trạm. Tiếp theo sẽ là trạm thứ hai nha. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Đó, để mình xem nè các bạn ơi. Bây giờ mình quên bản đồ rồi. Mình mới chạy về có một vòng mà. Mà mình quên bản đồ rồi. Thấy các bạn à, cái trạm này hồi nãy nữa ha. Clear sạch rồi. Thấy các bạn. Trạm này đây, trạm này đây. Đó. Còn ai không, còn ai không. Mình nghĩ nếu như là còn người là chạy kiếm mình rồi các bạn ơi. Mình bắn là đai hình như là một đội đâu đó tầm khoảng mười mấy người đó các bạn. Mấy thanh niên à. Ở đâu rồi. À đây 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 các bạn. Đó đai nè. Rồi nha. Xong trạm kiểm soát khu vực đầu tiên các bạn. Tiếp theo sẽ là trạm kiểm soát thứ hai ha. Ok. Ui mình quên các bạn ơi. Mình phải chạy trên đây nè. Mình chạy từ từ thôi, mình chạy từ từ thôi. Chạy nhanh quá không được đâu. Ui mình đã thấy rồi các bạn ơi. Trạm này hình như là trạm chính nè. Trạm này nó có một cái cổng đi ngang qua nha. Rất là nguy hiểm luôn. Trạm này đâu đó hình như là tầm khoảng là mười mấy người đó các bạn. Mình phải đứng từ xa mình tỉa đi. Đây các bạn, mình đứng ở đây mình tỉa nè. Đó, núp trong lùm cây nha. Không ai thấy được mình đâu. Nhưng mà mình phải tìm một cái điểm đó mình núp các bạn ơi. Có bắn mình thì... À cái cây được các bạn, cái cây được này, cái cây được nè. Rồi, tầm xa thì mình sẽ sử dụng súng barret ha. Barret cái đam nó cao các bạn. Với lại là tầm xa nó khá là chính xác luôn. Đây các bạn coi nè. Ôi, đúng gần luôn á. Một hit. Có thấy ai đâu. Các bạn coi nè. Nhắm tùm điên tùm khùng, không thấy ai hết. Cứ biết ai bắn đâu các bạn. Rồi. Còn nào không? Ấy chạy kìa, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi các bạn ơi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Hình như là có một người đã thấy mình rồi các bạn. Mình phải đi xuống đây thôi các bạn ơi. Hy vọng là họ không thấy con xe của mình á. Ui đuổi theo mình kìa. Ý. Đuổi theo mình nè. Đuổi theo mình nè. Đuổi theo mình. Ý. Trời ơi, lính bắn tỉa gì mù mắt vậy? Lính bắn tỉa gì mù mắt vậy? Ôi. Ê, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn. Hết đạn. Ôi trời ơi, bắn gì cười mía vậy? Bắn gì đúng cười mía luôn các bạn ơi. Ôi ôi. Vừa bắn vừa thay đạn chứ. Nè, 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 nè. Đồ, đồ dưới mình nè, đồ dưới mình nè. Vừa bắn vừa thay đạn nó khó quá các bạn. Ôi. Trạm này là hơi bị mù mắt nha các bạn. Lâu quá không bắn bây giờ xuống tay quá các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi.
mình quên chỉnh cho nó cái nòng tòng nhẹp rồi các bạn. Nó có một cái loại nòng tòng nhẹp ha, khi mình lại gần á nó sẽ tắt hết cái đèn này các bạn. Nếu như mà ai có thằng nhiệt á thì nó sẽ hiện lên một cam nha. Còn bây giờ là không thấy ai luôn các bạn ơi, cay quá chừng luôn. Rồi bực mình quá, lấy cái AR-15 ly luôn các bạn ơi, bực mình quá, bực mình quá. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ôi ơi, công nhận là mình giao chiến trong khu vực này khó ghê luôn các bạn. Ôi nè 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 nè, đồ nè, khu vực này giao chiến khó quá các bạn ơi. Đó đó, đồ với mình, đồ với mình. Còn ai nữa không, còn ai nữa không? Cái trạm này là hơi bị đông người luôn nha các bạn. Ôi ôi. Trạm này là trạm chính mà. Ê nào, lên xe cái gì vậy? Cái gì mà tự nhiên mình bấm lên xe cái nó tốt xuống à? Trên hòn đảo hoang này các bạn, cái bản cập nhật của Rockstar họ chưa có hoàn thiện á, lâu lâu nó sẽ bị lỗi các bạn ơi. Đây, khu vực này hồi nãy là mình thấy khá là nhiều người luôn các bạn. Mình nhớ là đâu đó tầm khoảng là mười mấy đến 20 người á. Rồi, trạm thứ hai đã clear rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là trạm thứ ba nha. Trạm thứ ba này mình sẽ cố gắng mình bắt cẩn thận các bạn ơi. Chứ giờ là cùi mỉ lắm luôn á. Để mình tắt thử bất tử nha các bạn. Ở đâu rồi ta? Player. Rồi. F4 nè. À, các bạn ơi, bây giờ mình tắt bất tử rồi. Nhưng mà mình không có giáp. Kèo này căng rồi nha. Kèo này căng đó các bạn ơi. Không có giáp là bắn chỗ này dễ đai lắm nha. Nhưng mà không sao các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng mình thử nha. Trạm nào mà vắng vắng thì mình sẽ tắt bất tử đi các bạn. Trạm nào mà đông thì mình sẽ bỏ bất tử ha. Bởi vì họ toàn cầm là súng trường thôi, bắn rác lắm luôn á. Ơi, tới chỗ này là tới chỗ ta. Ôi ơi 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 ơi. Mình quên rồi các bạn ơi. À kìa các bạn. Nhưng mà mình phải tìm một cái điểm đó mình núp các bạn ơi. Nguy hiểm lắm, như hồi nãy giờ là nguy hiểm lắm luôn á. Đó kìa, chỗ đó có một cái trạm nha. Đây rồi, đây rồi. Mình sẽ dùng cái trạm này các bạn. May mắn ghê luôn. Tự nhiên đâu có một cái trạm đứng ở chỗ này nữa. Mình nên đứng ở ngôi nhà trong đây hay là cái trạm đây ta? Để mình xem đã nha các bạn. Ok, cái nhà này thì ôi không có chỗ nấp đâu các bạn ơi. Mình lên ngay chỗ trạm này đi. Ngày hôm nay làm lính bắn tẻ rõ quá ta. Cái súng này nó chỉ có 6 viên thôi các bạn. Còn cái súng này thì 10 viên nè, nhưng mà đam nó yếu hơn nha. Rồi rồi rồi, leo lên. Ê, cái gì vậy? Kẹt rồi. Leo lên nào. Các bạn ơi. Một phát mà hết sọt nha. Rung quá các bạn. Rung quá. Ôi té xuống luôn kìa. Ôi chạy đâu ôi. À, cây này căng rồi các bạn ơi, kèo này căng rồi. Chạy đi ra với mình. Ui. Chạy đi ra với mình. Ây, còn 6 viên. Rồi. Ok. Oh. Mình cảm giác hình như là mình không bị bất tử các bạn. Mình chơi mình tự tin hơn sao á. Các bạn thấy không? Mình ly sạch luôn nè. Ly sạch map luôn. Ôi, không ăn một viên đạn luôn các bạn. Ôi vãi chưa. Mình cảm giác hình như là mình ta bất tử á. Mình tự tin hơn hay là sao đó các bạn ơi. Chứ hồi nãy mà bất tử các bạn thấy không? Kiểu như là mình để y á. Mình bắn tùm lum tùm la luôn, cái tay mình nó rung. Ý, cái gì vậy? Còn người các bạn ơi, còn người. Ai đó. Có súng này các bạn ơi, có súng nè. À. Đồ với mình nè. Được chưa? Bắn mình đi hết nửa cái máu rồi các bạn ơi. Kèo này không ổn rồi. Trạm cuối cùng nó đông lắm các bạn. Nên thôi mình bảo bất tử luôn ha. Trạm cuối cùng nó đông lắm. Để một chút nữa mình sẽ bật cái flycam cho các bạn xem nha. Trạm cuối cùng đúng đông luôn á. Trạm này thì mình đoán nó cũng tầm khoảng là mười mấy người đó các bạn, tầm khoảng 11-12 người. Nó bằng với lại cái trạm đầu tiên nha. Trạm thứ hai là trạm chính và trạm thứ tư cũng là trạm chính luôn. Hai trạm đó thì đông. Còn trạm đầu tiên với lại là trạm thứ ba á, ít ha. Tầm khoảng mười mấy người thôi các bạn. Đó, trạm cuối cùng kìa. Căng ghê chưa các bạn, căng ghê chưa? Mình còn lại có nửa cái máu thôi. Mấy thanh niên nó có súng nhắm các bạn ơi. Mình chơi tay không, mình chơi không lại đâu. Ở gì vậy mấy anh trai? Đi chỗ khác đi. Ở đây làm chi vậy? Chút nó bắn nhau rồi. Ở các bạn thấy mày kia nó có một cái tàu các bạn ơi. Đẹp vậy ta? Kìa kìa các bạn. Ơi sao đoạn đầu hồi nãy mình bay vào mình không thấy ta? Đây các bạn thấy không? Lúc đầu là mình bay vào mình không thấy luôn á.
Bây giờ nó có nguyên một cái chiến hạm đây các bạn. Ghê đó nha. Rồi. Nè. Ui. Một hit một các bạn. Bây giờ mình sẽ bắn đàng hoàng ha. Không có y như hồi nãy đó các bạn. Ôi các bạn coi chạy kìa. Chạy nè. Chạy nè. Ơi. Thay đạn chạy nè. Cái barret này là one hit nha các bạn. Để mình tìm cái đường trống mình bắn rồi đó. Đâu rồi. Nè, ui. Nè, ui, không thấy đường luôn các bạn ơi. Mình không thấy đường bắn luôn á. Ơi, căng quá tơi. Đây, lên đây. Lên đây. Ôi, ở đâu nó vậy? Bắn cái gì mà tứ lung tung luôn á. Hết sọt nha. Hết đạn. Hết sọt nha. Rồi, xiên táo rồi các bạn. Còn đâu nữa không? Clear rồi các bạn, clear rồi. Ngon lành chưa các bạn, ngon lành chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ ám sát ông trùm mafia ở trên ngọn đồi này nha các bạn. À, mình quên. Để mình lấy ra súng nhắm cái đã các bạn ơi. Mình nhớ hình như là ông trùm mafia đang tập yoga của mà lăng can thì phải. Vãi cái tập yoga ha. Rồi mọi người ơi, đi chỗ khác đi. Nè, đi chỗ khác nhanh lên. Đi. Ở đây làm gì không biết nữa. Đó các bạn, mình phải đuổi họ đi nha. Rồi, ông trùm mafia đang tập yoga nè. Đây các bạn, thấy rõm luôn nha. Nhưng mà chỗ này nó còn khá là xa luôn các bạn. Để mình xuống đây thấp thấp chút xíu đi. Mình thấy chỗ kia nó có một cái mũi đưa ra các bạn. Một cái gờn khá là cao luôn. Mình mà ngồi xuống là không ai thấy mình luôn á. Đây các bạn coi nè. Đó. Cái bộ đồ này phải nói là đúng tiền luôn các bạn. Vô trong PUBG á mà có được bộ đồ này giống như là có được vũ khí hạng nặng vậy các bạn ơi. Rất là ngon lành nha. Ok luôn á. Đây các bạn. Ông trùm mafia đang tập yoga nè. Té chưa. À, chưa té còn bắn lên mình hả? Ui. Các bạn coi nè. Cái Barret bắn dậy mà còn khỏe ghê luôn á. Kỳ vậy ta. Barret mà bắn 2 viên. Thông thường Barret nó mạnh lắm các bạn. Một viên một one hit à. Kỳ này kỳ vậy ta. Mọi người đang chạy ra tìm mình nè các bạn. Mình đi sạch luôn nha. Rồi, ngồi dậy. Đâu rồi. Chạy nè. Ui, các bạn coi kìa, chạy quá chừng luôn. Chạy ra ngoài đây kiếm mình. Ôi. Chạy ra ngoài đây kiếm mình. Bắn cái gì mà cười miếng vậy ta. Để mình thay đạn lại các bạn ơi. Mình đứng ở đây đi. Họ sẽ chạy ra ngoài đây họ tìm mình thôi. Ôi ơi. Chạy quá chừng luôn các bạn. À, nó bị dướng cái hàng rào đó các bạn ơi. Đó, hai người, ba người, ui. Khó quan sát quá các bạn, nó bị dướng lùm cây nè. Chạy đâu, ui. Bị kẹt rồi các bạn ơi, bị kẹt rồi. Đâu rồi, mọi người đâu. Quay, mày vẫn chưa thấy ai chạy ra đây hết vậy ta. Bạn coi nè, chạy ra khá là đông luôn á. Rồi, để mình kiểm tra cái flycam nha các bạn. Để xem là ông trùm mafia chết chưa ha. À, lên đây rồi các bạn ơi. Đây. Thằng cha này là đề viên vét tên này các bạn. Bắn 2 viên luôn. Cái viên đầu á hình như là mình bắn trúng cái tay các bạn ơi. Nên ổng không sao ha. Nhẹ mà không chạy. Còn đứng là bắn mình. Còn hai niên kia đâu rồi ta. Ôi chạy nè các bạn ơi. Ui các bạn coi nè. Đông ghê chưa. À, các bạn. Đông quá. Còn đây nữa mới ghê chứ. Rồi nha. Ra đây mình chấp hết luôn đây, mình chấp hết luôn. Mình chơi chết cót mà các bạn, mình đâu có sợ đâu. Đó, bắn mình nè. Chạy ra đây. Khẩu bài né này các bạn ơi, bắn gần mới là one hit nha. Bắn xa là không có one hit đâu. Đó. Cái gì chạy đâu? Chạy đâu? Ra ngoài đây mình bắn hết luôn các bạn. Ôi. Núp với mình nè. Thay đạn. Chạy ra ơi, hụt rồi. Hụt nè. Bây giờ là một viên là một ít nha các bạn. Ui, lâu lâu bắn nó vẫn miết các bạn ơi. Mình bắn gà quá ta. Rồi thay đạn. Ôi, em gái này xung ghê chưa? Em gái này xung ghê chưa? Một em nữa. Ra đây là mình ti hết luôn, đó. Còn đâu không? Ui, chạy xuống đến đây luôn rồi hả?
Các bạn có đây. Chạy xuống đến đây rồi hả? Chạy xuống đến đây rồi hả? Chạy với mình nè. Chạy với mình. Ui hụt hụt. Chạy với mình. Ý hụt ơi. Thanh niên nó may mắn vậy. Bắn hai viên hụt hai viên luôn các bạn. Thanh niên này thì đai nha. Ôi, xuống tới, xuống tới, xuống tới rồi các bạn ơi. Xuống tới rồi. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Từ từ thôi mấy anh trai ơi. Cứ bình tĩnh đi, không sao đâu mà. Em còn đây nè, em còn đây nè. Rồi các bạn. Ôi, ôi, ôi. Nè, đồ dưới mình nè. Ở gạt thì mình có sực găng nha. Có cả súng trường nữa các bạn. Ôi. Ở đâu vậy ta, ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ở gần thì mình có súng trường các bạn. Nè. Ôi, còn đâu nữa không, còn đâu nữa không? Ô. Lại gần dữ vậy, lại gần dữ vậy. Lại gần dữ vậy. Mấy em gái này là theo trùm mafia các bạn. Đó. Trời ơi, bắn còn la nữa chứ. Nè, lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây. Bắn xì máu tùm lum tùm la luôn. Không thấy các bạn ơi. À, trong lùm cây hả? Chơi mình núp trong lùm cây. Mình quên chỉnh cái chế độ tầm nhiệt rồi. Trời ơi. Bắt tiện quá các bạn ơi. Núp dưới mình nè. Ơi ơi ơi. Đưa cái lưng ra đây, đưa cái lưng ra đây. Núp đưa cái lưng ra đây hả? Ôi không thấy luôn các bạn. Rừng cây khá là nhiều ha. Mình nghe tiếng súng thôi mà mình không thấy đâu luôn á. Cây ghê tơi, cây ghê tơi. Rồi rồi, dở ở đây chơi với mình nè. À, chạy. Chạy với mình nè, chạy với mình nè. Chạy với mình nè, chạy với mình nè. Ly chưa, ly chưa, ly chưa. Mình nhớ là như trong nhà còn mấy người đó các bạn. Mình sẽ ly toàn bộ khu vực này luôn nha. Này thì chùm mafia với mình nè. Xong rồi mình sẽ bay về cái chỗ hồi nãy giờ mình đi về nha các bạn. Chiếc máy bay của mình thì chẳng còn chỗ kia ha. Đây nè, hồi nãy chạy lại tìm mình nè. Đó. Nằm quá chừng luôn các bạn. Nằm sẽ lai giống như là có mồi hộp vậy đó. Hai ba người luôn nè. Ôi, chỗ này là hồi nãy mình bắn hơi bị nhiều nè các bạn. Đây, chỗ này hồi nãy là mình bắn hơi bị chính xác luôn ha. Chỉ có khúc lại gần các bạn. Cái tay mình rung á, bắn nó khó bắn các bạn ơi. À kìa, vẫn còn kìa. Mình thấy như có người đang chạy ra các bạn. Đây nè. Đúc cho nóc nhà với mình nè, nóc nhà còn nhiều lắm các bạn ơi. Nóc nhà nè. Nóc nhà nè. Mình bắn nhắm thay nè các bạn. Mọi người đứng không có nghe đâu. Đứng gần sát bên nhau cũng không nghe luôn á. Bắt đầu kéo ra rồi các bạn. Kéo ra rồi kìa, kéo ra rồi kìa. Nè 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 nè. Chạy đi đâu. Kéo ra chỗ này là mình ghi sạch luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mình đứng đây mình canh nè. Ơ. Sao không ai cho ra hết vậy. Chạy ra nè. Chạy ra nè. Ơi, dưới hàng rào, dưới hàng rào, dưới hàng rào các bạn ơi, dưới hàng rào rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Mình đứng mình chờ nè. Ra đây. Ui, kéo ra quá chung luôn các bạn. Ai chưa kéo ra các bạn ơi kìa. Ơi. Ê. Ê. Nào. Nào, ơi hộp hộp hộp. Hai viên. Trời ơi. Bắn hộp nhiều quá các bạn ơi, bắn mít nhiều quá, bắn mít nhiều quá. Nè. Còn đông lắm nha các bạn. Đó, bây giờ là bắn nó hơi bị chững chút xíu nè các bạn ơi. Hơi chững chút xíu thôi. Đó. Thả ra. Đó. Hết sợ. Mình thấy là mình bắn kiểu như là nhấp nhả nha các bạn. Nó chính xác hơn là kiểu mình ghi tâm ha. Hồi nãy mình ghi vậy nè. Mình bắn nó khó thôi các bạn. Còn kiểu như là mình bắn nhấp nhả đó. Mình thấy mình bắn nó dễ bắn hơn hay sao các bạn ơi. Đó. Thả ra. Cứ một thả là một hit các bạn ơi. Bởi vậy mình chơi game mình thấy sao mà mọi người hay bắn cái này nè các bạn. Cứ bắn là nhấp thả ha. Ôi. Vừa nổ xong. Chạy đâu. Hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn, hết đạn các bạn ơi. Đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa, đâu nữa. Súng gì bắn quá chừng luôn. Ui da, té rồi, té rồi. Vãi chỉ lên bắn tỉa. Còn đâu không, còn đâu không, còn đâu nữa không. Đâu rồi ta. Mình nghe tiếng súng bắn khá là nhiều luôn các bạn. Nè. Nè. Rồi, clear chưa, clear chưa, clear chưa. Trời ơi. Đó, núp dưới mình nè, núp dưới mình nè, đưa cái đầu lên.
Rồi các bạn ơi, hình như là clear gần hết rồi đó. Để mình vào đây mình kiểm tra nha. Mình có cái flycam ạ. Dẫn con người luôn. Đây bạn coi nè. Còn khá là nhiều người đứng canh gác nha. Đây các bạn. À ngon lắm, ngon lắm. Trong đây vẫn còn các bạn ơi, trong đây vẫn còn. Mình lia sạch khu vực này luôn, lia sạch khu vực này luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Tại vì mình bắn cả cái khẩu súng giảm thanh này các bạn, nên mọi người không có nghe ha. Các bạn thấy không, hồi nãy mình bắn anh trai đứng chỗ này nè, mà anh trai đứng ở đây là không nhận ra luôn. Bởi vì cái khẩu súng giảm thanh này nó lợi hại lắm, để dành đi ám sát mà các bạn. Clear sạch luôn mà nhiều lúc không ai biết luôn á. Rồi. Ở đây nữa đúng không? Một phát một thôi các bạn. Rồi 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 rồi, ngon lành rồi, ngon lành rồi, ngon lành rồi. Ấy đừng có bắn rồi. Bắn vậy là lộ đó các bạn. Bắn vậy là dễ bị lộ lắm. Nè. Tót xuống đây, tót xuống đây, tót xuống đây. Bây giờ mình chơi xịt găng nha các bạn. Cái này mạnh lắm, cái này mạnh lắm. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi chạy ra kìa, chạy ra nè. Chạy ra nè. Cái cửa này vào được không? Bây giờ chơi trò trốn tìm nè các bạn. Đó, trong này nó rất là kính nha. Ơi tùm lum tùm la giống như là bị cung luôn á. Ở đâu nữa, ở đâu vậy, ở đâu vậy, ở đâu vậy. Nè. Ui. Bắn mình không thấy đâu luôn các bạn ơi. Kỳ vậy. Bắn mình không thấy ai luôn á. Nè nè nè. Ôi. Bắn rớt cái chậu bông luôn các bạn. Rồi rồi rồi. Ở đó mà canh mình nè, ở đó mà canh mình nè. Cầm xịt gan bắn hơi bị đã luôn các bạn ơi. Kìa kìa. Mình mới thấy người chạy cơ. Thay đạn, thay đạn, thay đạn, thay đạn, thay đạn các bạn ơi. Nè. Ôi. Đâu đâu rồi, đâu rồi, ôi. Bắn gì quá chừng luôn hả? Mình không thấy ai luôn á các bạn. Đó. Cái này mà không có bất tử vào đây chừng 1 phút 30 giây thôi các bạn ơi là bay màu liền luôn. Ôi. Ai sấy ghê vậy? Sấy với mình nè. 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 Bắt bỏ vô trong cái chỗ. Bỏ vô trong cái chuồng thú bây giờ nè. Ở đâu nữa, ở đâu nữa, ở đâu nữa, ở đâu nữa. Nè. Chưa đai nè, chưa đai nè. Chạy lên đây. Chạy lên đây. Ồ, một phát trúng hàng luôn các bạn ơi, xuyên que luôn kìa, xuyên que luôn kìa. Đó, hết sọ nha, hết sọ nha. Đông ghê luôn các bạn. Ai bắn về ta? Ôi ơi. Không có tầm nhẹ khó chơi quá các bạn. Rồi, ra đây hết đi, ra đây hết đi, mình còn nè, mình còn nè. Sát thủ bất tử nha các bạn. Lính bắn tỉa bất tử ha. Bắn thoải mái luôn. Hình như là ly hết rồi các bạn ơi, ly hết rồi, ly hết rồi. Ôi. Nè. Nè, ơi. Trúng cái tàu lá chuối. Cái tàu dừa chứ. Rồi, còn ai nữa không? Mình mới nghe cái tiếng chửi mà. Đấy các bạn. Ông trùm mafia vẫn là một đống nè. Khu này mình nhớ nhiều có người nè các bạn ơi. À, còn một thanh niên chỗ này đúng không? Còn một người nữa các bạn ơi. Nằm ngay chỗ cái nóc nhà bên kia kìa. Ui da, ui da, ui da, ui da. Ôi, bây giờ rối nồi luôn các bạn ơi. Còn nữa hả? Còn nữa hả? Còn nữa hả? Bây giờ rối nồi luôn các bạn. Trong đây giống y chang như là cái mê cung vậy đó. Ôi, té ra kìa, té ra kìa. Mình mới nghe cái tiếng á kìa. Đây các bạn, mình nhớ như hồi nãy có một thanh niên chỗ này nè. Đâu rồi? Mình đứng yên một chỗ thì họ sẽ tự động họ tìm đến mình thôi các bạn ơi. Đó. Đai chưa, đai chưa? Đai chưa? Vẫn còn nghe tiếng chửi nữa. Ai vậy ta? Vào đây bắn rối ghê luôn các bạn. Đó các bạn nghe tiếng chửi chưa? Mà không thấy ai luôn nè. Trong đây nó giống như là một cái mê cung đó các bạn. Chạy một vòng chút là lạc đường chết luôn á. Rồi mấy anh trai em đứng đây em chờ mấy anh nè. Đó, 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 đó. Mình mới vừa nghe tiếng súng nè các bạn. À, còn trên đó đúng không? Rồi, còn ai nữa không? Hình như hết rồi sao các bạn ơi? Mình mà nghe tiếng chửi là còn người nha. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. Trời ơi. Cái gì mà xì bám nó liên tục vậy ta? Rồi, còn ai nữa không? Còn ai nữa vậy?
Bắn từ nãy cho đến bây giờ mình mới nghe tiếng Anh nói chuyện đúng không ta các bạn? Bắn từ nãy cho đến bây giờ mỏi tai lắm nha. Đó, mình biết ngay mà. Giỡn con người các bạn ơi. Mình cứ đi một chỗ là họ sẽ tự động họ tìm đến mình thôi. Chửi mình thì ra đây nè, chửi mình thì ra đây nè. Trong đây nó khó phân biệt hướng quá các bạn. Nó tùm lum nó tùm la à. Nè, mình ở đây nè, chửi gì mà chửi không biết nữa. Chửi thì ra đây. Đó 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 các bạn. Kìa kìa kìa. À, bà chị hả? Bà chị vẫn còn ở đây hả? Đây chưa, đây chưa, đây chưa, đây chưa. Đây chưa. Hình như khu vực này hết rồi các bạn ơi. Clear rồi, clear rồi. Đây. Ôi. Trên nóc nhà các kiểu nè. Đó, ngon rồi các bạn ơi, clear hết rồi, clear hết rồi. Ui, chỗ này hồi nãy nó khá là nhiều người luôn. Mình đoán đó tầm khoảng là mười mấy đội đó các bạn, nhưng mà mình đã clear hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở về cái chỗ hồi nãy mình đi nha các bạn. Mình sẽ nhận máy bay và mình đi về nha. Ngày hôm nay làm nhiệm vụ có nhiều lúc xử lý hơi bị cồng kềnh chút xíu ha các bạn. Nhưng mà mình vẫn thành công nha. Ám sát thành công ông trùm mafia ha. Rồi, em cảm ơn mấy anh trai nha. Đây các bạn xem nè. Mấy ảnh sửa máy bay cho mình thành công rồi. Em cảm ơn mấy anh nhiều lắm luôn á. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ về đây mình báo cáo nhiệm vụ ha. Rồi mình sẽ kết thúc video luôn. Em chào mọi người nha, em chào mọi người nha. Chuẩn bị tạm biệt mọi người rồi các bạn. Ok, báo cáo với mình. Nhiệm vụ ngày hôm nay thành công. Mission complete nha các bạn. Rồi ok, giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình làm nhiệm vụ như vậy khá là ok rồi. Trời ơi, mình chưa thấy có ngày nào mà mình đi ám sát á. Cái video nó dài như là ngày hôm nay các bạn. Mình đoán là video của mình nó dài rồi đó cũng tầm khoảng là 30 đến 40 phút á. Đi ám sát chỉ là một cái bản mod map mini thôi các bạn. Nhưng mà mình xử lý khá là cồng kềnh ha. Nên cái video của mình nó rất là dài các bạn ơi. Rồi. Để lên máy bay. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Khi nào mà có nhiệm vụ thì nhớ liên lạc em nha. Chiếc máy bay của mình đã sở thành công rồi các bạn. Rồi. Bay ra khỏi đây và kết thúc video thôi các bạn ơi. Ok. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh với. Trời ơi, vừa mới sửa xong luôn tâm như cục đá rồi. Ok, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.